Thực sự thì đầu tư thì không có dành riêng cho những người thật nhiều tiền, mà nên nghĩ là chính những người chưa có nhiều tiền thì nên làm tốt cái việc đầu tư để mà mình có nhiều tiền hơn. Đầu tư nó cũng là một cái game mà em phải hiểu hiểu cái cách đầu tư làm cho nó hiệu quả. Khi mà em hiểu rồi thì em mới có được những cái mong đợi nó hợp lý. Để mà thành công trong đầu tư á, em không nhất thiết phải đọc 100 cuốn sách hay 1.000 cuốn sách, không cần đâu. Em chỉ đọc một vài cuốn sách thôi, nhưng mà cần có những cái kiến thức cơ bản rất là tốt. Nhưng mà sau đó rất quyết định sẽ là cái cách mình áp dụng những cái kiến thức đó trong cái công việc đầu tư hàng ngày. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quỹ Mở 101, chuỗi podcast đến từ Dragon Capital Việt Nam, nơi các chuyên gia sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn trên hành trình đầu tư của chính mình. Trong suốt 9 tập vừa qua, chúng ta đã cùng nhau khám phá rất nhiều khía cạnh của việc đầu tư quỹ mở, từ những khái niệm cơ bản cho đến chiến lược nâng cao. Tuy nhiên, hành trình đầu tư này không chỉ đơn giản là việc mua hay bán chứng chỉ quỹ, mà đó còn là cả một lối sống, một tư duy. Và trong tập cuối của mùa 1 ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây một chuyên gia cao cấp đến từ Dragon Capital Việt Nam, một vị khách mời vô cùng đặc biệt sẽ giúp chúng ta bàn về ý nghĩa của việc sống như một nhà đầu tư. Anh ấy sẽ giúp chúng ta áp dụng cách tư duy đầu tư này vào trong lối sống hàng ngày, cũng như đưa ra những cái bí quyết để các bạn có thể cân bằng giữa việc đầu tư và tận hưởng cuộc sống. Anh Hans ơi, em rất vui mừng được chào đón anh đến với Quỹ Mở 101 ngày hôm nay ạ. Chào Quyên. Anh là Hans Nguyễn, xin kính chào khán giả của chương trình Quỹ Mở 101. Hiện tại là anh đang quản lý các khách hàng cá nhân cao cấp tại Dragon Capital. Dạ vâng, em cũng rất là vui được đón anh trong tập cuối cùng của series Quỹ Mở 101 ngày hôm nay. Và cũng như từ đầu em giới thiệu cho các khán thính giả đang lắng nghe podcast của chúng ta ngày hôm nay, thì rất là mong anh Hans có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm cũng như những cái suy nghĩ của anh và cách thức làm sao để giúp cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới như em và các khán giả của Quỹ Mở 101, để có thể cân bằng giữa việc tận hưởng cuộc sống và đầu tư một cách chủ động. Anh Hans ơi, thì hiện tại có rất là nhiều các nhà đầu tư, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ vẫn luôn nghĩ đầu tư là việc của những cái người có nhiều tiền. Vậy thì nếu như chúng ta xem việc đầu tư là một phần cuộc sống bây giờ, thì nó có giống như là việc em tiết kiệm hay là em chi tiêu các khoản chi tiêu hàng ngày hay không? Và nếu như vậy thì tư duy đó có thể giúp chúng ta xây dựng một cái tương lai tài chính vững chắc hơn hay không? Theo anh. Thực sự thì đầu tư thì không có dành riêng cho những người thật nhiều tiền, mà nên nghĩ là chính những người chưa có nhiều tiền thì nên làm tốt cái việc đầu tư để mà mình có nhiều tiền hơn. Thì cái kinh nghiệm của anh, hầu hết các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ, nghĩ là mình chưa có đủ tiền để mà đầu tư thì để chờ khi nào có tiền mới đầu tư, thì thật sự nó không đúng. Cái đầu tư nó có nhiều cách, thì một trong những cái cách đầu tư mà thật sự là hiệu quả là phải bắt đầu sớm và làm đúng một số thứ. Nên anh khẳng định là không nhất thiết phải chờ nhiều tiền mới đầu tư. Việc đầu tư thì chắc hẳn rồi, không chỉ đơn giản là việc liên quan đến chuyện tiền nong, mà nó còn ảnh hưởng đến cách chúng ta tư duy về tiền bạc nữa. Vậy thì theo anh, việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở có thể giúp chúng ta thay đổi và phát triển một tư duy tích cực hơn, mới hơn về tiền bạc không ạ? Thực sự nếu mà xài cái chữ tư duy thì cũng phải hơi lớn á Quyên. Mình có thể hiểu nó đơn giản hơn một tí. Tại vì cái chứng chỉ quỹ mở nó như là một cái công cụ. Mình hay nhìn nhận nó là một cái công cụ. Và với cái công cụ này mình giải quyết được cái vấn đề đầu tư nó rất là hiệu quả. Thì đây là một cái vấn đề mà anh nghĩ không riêng ở Việt Nam. Ngay cả những cái nước phát triển như lúc xưa anh ở Thụy Sĩ, anh làm việc ở các nước khác cũng vậy. Là mặc dù họ rất kinh nghiệm ở trong thị trường về đầu tư, nhưng mà giới trẻ đặc biệt vẫn hiểu chưa đúng về cái cách mình chọn để đầu tư cho nó hiệu quả. Nên anh nhắc lại một lần nữa là nó là một cái công cụ và mình phải nên biết xài nó để mà đầu tư được hiệu quả. À dạ vâng, nếu như theo quan điểm và những cái bài học mà anh Hans đã từng chinh chiến trên thị trường tài chính rất là nhiều năm vừa rồi, thì theo anh, thế nào là sống như một nhà đầu tư ạ? Sống như một nhà đầu tư, trong cái câu hỏi này thì có lẽ mình phải định nghĩa lại như vậy thì cái nhà đầu tư sống như thế nào, phải không?
Thì với cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua ở nhiều thị trường, từ là từ châu Âu qua Mỹ là về anh về Việt Nam ở Á Châu, thì thật sự giữa đầu tư và cái cách mình sống nó liên quan tới rất mật thiết. Mình có thể là xài cái chữ rất là to tát, chẳng hạn như là triết lý đầu tư, phương pháp đầu tư, tư duy đầu tư, vân vân. Mà có lẽ cái chữ mà phù hợp nhất á, để mà mình hiểu nó là cái phong cách. Tại cái chữ phong cách đầu tư nó cũng tương tự như cái phong cách sống đi. Nó bao gồm rất là nhiều thứ trong đó. Mình hiểu như thế nào, mình chọn lựa như thế nào, mình có những cái mong đợi gì, thì cái phong cách đầu tư nó sẽ rất gần với lại cái phong cách sống của mỗi người. Right. Vâng, rất nhiều năm đã từng chinh chiến ở nhiều thị trường tài chính khác nhau. Vậy thì phong cách đầu tư của anh đã thay đổi như thế nào qua các năm ạ? Anh có thể chia sẻ để em và các nhà đầu tư được tìm hiểu thêm, không chỉ về bản thân anh mà còn tìm hiểu về tư duy, về cái phong cách của một nhà quản lý quỹ, tài năng một nhà quản lý quỹ giàu kinh nghiệm như anh được không ạ? Cái phong cách đầu tư mà anh có bây giờ thực sự nó là cũng là trải qua một cái quá trình học hỏi. Mình cũng thử nhiều phong cách khác nhau, phải không? Thì cái phong cách đầu tư cũng tương tự như phong cách sống, là anh nghĩ nó có một cái sự lựa chọn. Mình phải hiểu, mình hiểu mình. Trong cái phong cách sống cũng vậy. Để chọn một cái lối sống nó phù hợp, thì mình phải hiểu mình là ai, mình muốn cái gì. Trong đầu tư nó cũng tương tự như vậy. Để bắt đầu với cái hành trình đầu tư, thì anh đã từng học và từng trải qua những cái bài học rất là quan trọng. Thì trong đó là phải hiểu về đầu tư. Tại nó là một cái game mà. Tức là em chơi một cái game, thì để mà master cái game thì em phải hiểu cái cách chơi, phải không? Thì cái đầu tư nó cũng là một cái game mà em phải hiểu cái cách đầu tư làm sao cho nó hiệu quả. Khi mà em hiểu rồi thì em mới có được những cái mong đợi nó hợp lý. Tại vì hiểu và mong đợi đúng thì em mới ra được những cái sự chọn lựa và quyết định nó phù hợp và đúng. Thì cái này nó rất quan trọng. Đây là những cái bài học kinh nghiệm mà anh trải qua. Vậy thì đã có một cái quyết định đúng đắn nào hoặc là một cái bài học xương máu nào mà anh cảm thấy đáng nhớ nhất cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên, anh có thể chia sẻ thêm cho các khán thính giả của Quỹ Mở 101 được biết không anh? Bài học thì chắc là anh phải cần rất nhiều tập để mới kể hết. Nhưng mà nếu mà chọn một trong những cái bài học mà rất là quan trọng mà nó giúp anh nhiều á, thì anh có thể chia sẻ là cái thời mà anh mới ra trường, anh làm việc bên Thụy Sĩ cho mỗi ngân hàng lớn, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ. Thì cái thời gian đầu thì ở bên Thụy Sĩ, tại vì người ta sẽ chăm sóc khách hàng và đầu tư rất là nhiều nước, nhiều quốc gia. Tức là khách hàng cũng là từ nhiều quốc gia và mình đầu tư cũng rất nhiều thị trường. Đấy. Thì lúc đó là anh được khoảng 2-3 năm bắt đầu thì được giao cho cái việc là theo dõi cái thị trường bên Mỹ, Bắc Mỹ. Và thị trường bên Mỹ thì em biết nó rất là rộng. Thì anh đã được giao cho những khoản đầu tư ở trong cái mảng công nghệ. Thì anh theo dõi rất sát sao 100 cái công ty mà về công nghệ ở Mỹ. Thì cái thời gian đó trong mấy 1-2 năm đầu anh rất thành công. Tại lúc đó cũng trẻ mà và háo thắng. Thì cái chuyện mà thời gian đó mà anh kiếm được một năm mà 40-50% là hoàn toàn là làm được nha. Cho đến một khi anh có dịp nói chuyện với người bạn, thực sự người bạn cùng làm với anh, anh còn nhớ tên là anh Thomas. Anh nói kinh nghiệm nhiều hơn anh, đi trước anh khoảng 3-4 năm. Thì có một buổi anh có nói là ô Thomas, anh có đầu tư ở Bắc Mỹ mà giống như tôi đang làm hay không, phải không? Rất là hiệu quả, 40-50%. Tôi rất tự hào nói chuyện đó. Thì cái anh Thomas anh mới trả lời là không. Anh đang đầu tư ở Thụy Sĩ và anh đang đầu tư rất là khiêm tốn, mỗi năm chỉ được 15-20% là anh mừng lắm rồi. Tức là không mong đợi hơn nhiều hơn. Và anh hỏi tôi là tại sao lại được phép mong đợi ở một cái thị trường nào đó mà mình lúc nào cũng kiếm được 40-50%. Thì lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao lại có những người không tin vào cái cơ hội nó hay ho như vậy, phải không? Tại mình đang rất là thành công và rất là tự hào và cũng đang hơi
tự tin thái quá một tí, cũng trẻ mà. Thì thật sự sau cái câu chuyện với anh Thomas đó thì không bao lâu nghe thị trường nó dao động, nó điều chỉnh. Thì 40-50% mà tôi đã làm được trước đó nó mất hết, thậm chí là bị âm sâu. Thì cái bài học nó là anh nhớ mãi cho tới giờ. Nó liên quan tới hồi nãy anh có nói đó, là mình hiểu đúng cái game của cái thị trường và mình có cái mong đợi vừa phải, đúng đắn. Tại nếu không làm được cái này thì mình sẽ ra quyết định sai, mà quyết định sai thì không thể có cái kết quả tốt được, phải không? Dạ vâng, giống như trong ta đã từng nói là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, đúng không anh? Khi mà anh Hans khuyên các nhà đầu tư là mình cần phải, bên cạnh việc hiểu bản thân mình thì cần phải hiểu thêm những cái quy tắc của thị trường, của đối thủ, thì mình sẽ tăng cái khả năng chiến thắng trong cái thị trường tài chính đầy dẫy những cơ hội và có cả những cái thách thức nữa. Vậy thì thông qua những cái chặng đường mà anh đã trải qua trong suốt hành trình anh làm việc và anh cống hiến, thì không biết là anh Hans có dành một cái lời khuyên nào dành cho các nhà đầu tư mới chập chững bước chân vào thị trường này không ạ? Làm thế nào để họ có thể sống như một nhà đầu tư và họ có thể định hình cái phong cách đầu tư của mình ngay từ ngày hôm nay ạ? Cái câu hỏi này thực sự rất là hay đó Quyên. Tại vì như hồi nãy mình có nói đó, là cái phong cách sống nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái cuộc sống đầu tư của mình. Tại là ví dụ như một người mà rất là cẩn trọng trong cuộc sống thì họ cũng rất thường là cũng cẩn trọng trong đầu tư, và ngược lại ha. Tức là mình vẫn rất là chân thành với một vài cái nguyên tắc của mình từ cuộc sống cho tới đầu tư ha. Thì anh khuyên đặc biệt là các bạn trẻ là trước hết là phải hiểu được cái nhu cầu của mình, nó đi từ nhu cầu, tức là mình đang ở đâu, mình cần cái gì, rồi xong phải hiểu cái game, hiểu cái cuộc chơi. Chẳng hạn trong trường hợp này là mình đang đầu tư thì phải hiểu cái nguyên tắc đầu tư, phải hiểu rất rõ một số. Anh cũng nhấn mạnh điểm này là gọi là hiểu nhưng mà không nhất thiết là mình phải hiểu rất là nhiều nghe. Tại cái kinh nghiệm của anh là để mà thành công trong đầu tư á, em không nhất thiết phải đọc 100 cuốn sách hay 1000 cuốn sách, không cần đâu. Em chỉ đọc một vài cuốn sách thôi, nhưng mà cần có những kiến thức cơ bản rất là tốt. Nhưng mà sau đó rất quyết định sẽ là cái cách mình áp dụng những cái kiến thức đó trong cái công việc đầu tư hàng ngày. Thì cái này nó có thể mình xài cái nguyên tắc là 80-20 đi. Để mà làm tốt, em chỉ cần hiểu về lý thuyết, về nguyên tắc khoảng 20% thôi. Phần 80% còn lại nó quyết định đó là cái hành vi. Mình áp dụng được hay không? Mình có làm được những cái mình đã học được hay không? Đó mới thực sự là cái khó và quyết định. Vậy thì sau gần ấy năm anh đã tự đúc kết và đã trải qua rất là nhiều cái bài học cho chính bản thân mình. Nếu như em giả sử nhé, mình có được một cái cơ hội bước lên một chuyến tàu quay trở lại quá khứ, quay lại cái thời gian mà anh mới chân ướt chân ráo bước chân vào thị trường tài chính này, anh có muốn dành một cái lời khuyên nào để nhắc nhở bản thân mình vào lúc đó hay không? Cái lời khuyên này thật sự là anh có gửi gắm ở cái câu trước rồi đấy. Tức là cái vấn đề rất là phổ biến ở các bạn trẻ là chưa hiểu thật sự cái nhu cầu của mình, cũng chưa hiểu được cái thị trường, chưa hiểu cái cách đầu tư và vội vàng. Right, vội vàng. Và thường thường nó đi kèm tới là mình muốn đạt cái kết quả nhanh, tức là nóng vội, muốn nhanh. Chẳng hạn như là nếu mà anh hỏi một số bạn trẻ thì thường thường là anh hỏi là có muốn giàu nhanh và giàu có nhiều tiền nhất không, thì hầu hết ai cũng muốn, tức là ai cũng muốn nhiều và nhanh. Nhưng mà đó là cái mong muốn thôi, còn mà thực tế là nó rất khó. Ví dụ như mình đi, anh hay xài cái ví dụ đơn giản thì anh giúp các bạn trẻ hiểu đúng hơn. Những cái gì nó có thể phức tạp nhưng mình có thể hiểu đơn giản hơn là mỗi ngày mình đi làm, đi buổi chiều mình đi làm từ công ty đi về nhà thì ai chả muốn đi về nhà nhanh, phải không? Nhưng mà khổ nổi là giờ cao điểm đâu phải ai cũng đi nhanh được. Mình phải chấp nhận là nó không nhanh được, có một số thứ là mình phải chấp nhận. Thậm chí là
cái việc đầu tư nó còn khó hơn là em đi từ công sở về nhà nữa. Tại vì em đi từ công ty mà về nhà là chống hay chày em không về đến nhà, phải không? Đầu tư nó khó hơn nữa. Em có thể đi xa bờ, đi lạc, thậm chí em mất mạng dọc đường đấy. Tức là đầu tư nó còn khó hơn đi về nhà một bậc. Bởi vì vậy mà phải hiểu rất là rõ cái cách đi, chọn đường mà đi và đánh giá đúng. Tại vì một những cái lỗi lớn nhất trong đầu tư đó là không hiểu và đánh giá sai, và phần còn lại chỉ là cái hậu quả thôi. Vâng, quay trở lại với chủ đề của tập ngày hôm nay, đó chính là sống như một nhà đầu tư. Nếu như anh Hans được lựa chọn một từ ngữ thôi để mô tả về cái khái niệm sống như một nhà đầu tư, anh sẽ lựa chọn từ nào ạ? Về đầu tư, hồi nãy anh có nói rồi, mình phải hiểu đúng về cái đầu tư. Như vậy thì đầu tư nó như thế nào? Anh có hai cách để mà giúp đặc biệt các bạn trẻ hiểu đơn giản và nhanh hơn á. Là để mà hiểu đúng về đầu tư, anh có hai cái khái niệm về đầu tư. Là đầu tư là kiếm tiền nhanh. Có nghĩa là mình, đặc biệt các bạn trẻ lúc nào cũng muốn kiếm tiền nhanh. Có thể là tìm một cái mã nào đó để mà kiếm tiền mấy chục phần trăm trong tính bằng tháng, vài tháng để kiếm được tiền nhiều. Một mặt khác là cái đầu tư mà anh cũng thường giúp các bạn hiểu đúng hơn, đó là mình đầu tư có một cái kế hoạch. Mình có một, bắt đầu là có mục đích. Đầu tư mình có một mục đích và mục đích thường thường nó phải lớn. Cái mục đích nó phải quan trọng đối với mình. Anh sẽ xài cái ví dụ này anh giúp các bạn hiểu rõ hơn này. Ví dụ là một bạn trẻ 20 mấy 30 bắt đầu có một đứa con đầu lòng. Thì anh nói nếu mà bạn bắt đầu đầu tư để mà thực sự để giải quyết một vấn đề nào quan trọng, chẳng hạn như là để một ngày nào đó con bây giờ nó 10 tuổi, 10 năm nữa nó 20 tuổi, cho nó đi học. Ví dụ nó rất thích cho qua Úc hay qua Nhật đi học, đi du học. Thì cần một số tiền. Mà cái số tiền này thường thường là phải cần tích lũy nó mới ra. Với cái lương bình thường mình không thể có một số tiền lớn tính bằng tỷ như vậy được, phải không? Thì cái ví dụ này nó giúp cho mọi người hiểu hơn ở chỗ là mình cần cái đầu tư của mình nó phải hiệu quả. Chẳng hạn như là sau 10 năm mình phải có 1-2 tỷ để một bên để cho con đi học. Và nó nên là có. Sau 10 năm nó nên có cái số tiền đó để tới cái tuổi đứa con mình nó đi học, nó có tiền để đi học. Thay vì tới cái lúc mà nó cần, lúc ví dụ là 20 tuổi, thì lúc đó thì bố hoặc mẹ lại nói là sorry con, là bố lỡ lướt sóng mà bố mất hết rồi. Thì thật sự nó không nên. Right. Tức là mình được phép tìm những cái cơ hội nhanh, nhưng mà đừng có quên là có những cái cách đầu tư mà mình cần an toàn, cần được đạt được cái kết quả để mà giải quyết một vấn đề nào đó thực sự là quan trọng. Đó có phương pháp. Thì đầu tư đúng đắn thì cái này là cái mà các bạn nên cân nhắc, chọn cái con đường này để giải quyết những vấn đề quan trọng như vậy. Dạ vâng. Cảm ơn anh Hans rất là nhiều vì những cái chia sẻ và những bài học quý báu trong suốt chặng đường mà anh chinh chiến trên thị trường tài chính, dành cho không chỉ em mà còn cho những nhà đầu tư mới hiện đang theo dõi chương trình Quỹ Mở 101 ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trải qua 10 tập của mùa 1 của chương trình Quỹ Mở 101, chắc hẳn các bạn cũng đã nắm được cho mình những cái thông tin cơ bản, những cái chiến lược đúng đắn để tìm hiểu và đầu tư về chứng chỉ quỹ mở. Ngày hôm nay thì anh Hans Nguyễn cũng đã chia sẻ cho Quyên và các bạn được biết thêm một trong những kinh nghiệm nữa khi các bạn cần phải thấu hiểu, tìm hiểu về bản thân mình. Và hơn hết, đó là các bạn cần phải có một cái mục tiêu đúng đắn khi các bạn đầu tư, để làm sao chúng ta có thể đạt được sự tự tin trong hành trình đầu tư của chính bản thân mình. Rất cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Quyên và các chuyên gia của Dragon Capital trong mùa 1 của chương trình Quỹ Mở 101. Rất mong sẽ được đón chào và gặp lại các bạn tại những mùa tiếp theo của chương trình Quỹ Mở nhé. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa.